Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh chị và bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Trong buổi sáng hôm nay em tiếp tục cập nhật báo giá những mẫu xe về tại cửa hàng bên em. Thì đặc biệt trong thời gian vừa rồi có rất nhiều anh em hỏi em cái dòng xe giá rẻ chỉ hơn 100 triệu đồng. Thì có nhiều khách hàng cứ đặt câu hỏi và cũng như có nhiều khách hàng đang đặt hàng bên em những chiếc xe mà tầm tiền giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Chọn chiếc xe nào mà nó bền bỉ, tiết kiệm, form dáng nhỏ gọn đẹp, phù hợp cho gia đình, rồi tập lái. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một mẫu nha. Chiếc này thì thực ra trước đây bên em cũng bán ra cho khách hàng rồi. Và sau này khách hàng có điều kiện tập lái rồi, nói chung đi ngon lành hết rồi, người ta đổi lên một chiếc xe cao cấp hơn, thì bên em lại thu lại, đi một năm chịu lỗ tầm khoảng mười mấy triệu đồng thôi. Chất xe thì còn đẹp như trên video em quay anh chị nhá. Sơn xi thì bên em có tút táp lại cái phần sơn hết rồi này. Có cái phần Amanya bố thắng, rồi Amanya côn thì chủ trước về người ta làm rất là nhẹ nhàng, côn số nhẹ nhàng. Đặc biệt cái dòng này động cơ chỉ 1.0 thôi, mức tiêu hao nhiên liệu nó tầm khoảng 4-5 lít trên 100 km đường hỗn hợp anh chị, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị em nào mà trong cái đợt xăng giá xăng này em lên này 26-30 ngàn một lít thì đang cần tìm một chiếc xe mà bền bỉ tiết kiệm, thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý nha. Với tầm tiền hơn 100 triệu đồng anh chị các bạn có thể sở hữu ngay để mua về chạy dịch vụ này. Xin lỗi anh chị, xe này thì chỉ chạy gia đình tập lái thôi, dịch vụ thì do nên chọn những chiếc xe đời cao hơn. Đấy, xe này thì hiện tại em đang chào bán mức giá là 145 triệu đồng thôi nè, 145 triệu đồng. Có ngay một chiếc ô tô che nắng che mưa 4 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi khá đẹp, khá rộng rãi, sơn xi đẹp. Thì em sẽ đi một vòng cùng anh chị bạn cùng nhìn ngắm tổng quan bên ngoài của chiếc xe nhá. Đây, form dáng rất là liền nhá, sơn xi bóng bẩy. Có những cái chóa đèn ở trước này rất là sáng này. Chóa đèn thì cũng có đến bóng đầy đủ hết rồi, làm đẹp hết anh chị. Mang biển 68A. Với chiếc xe này thì bên em vẫn đang còn ủy quyền hoặc rút hồ sơ. Anh chị các bạn nào có nhu cầu ra tên thì bên em cũng có dịch vụ bút, bên em bao rút hồ sơ cho anh chị các bạn ra tên bấm biển chính chủ nha. Còn anh chị các bạn nào mà muốn ủy quyền thì bên em cũng có ủy quyền cho anh chị các bạn luôn. Về đăng kiểm chiếc xe thì đăng kiểm còn đến tháng 8/2023, còn khá dài. Tháng 8/2023 còn khá dài. Những cái chóa đèn sau này cũng còn rất là liền, rất là bóng nha. Đấy, xe này thì chủ trước về cũng có làm sạch đẹp hết rồi. Đây thì cốp sau này khá đẹp, khá rộng rãi. Ghế ở bọc da rồi anh chị, ghế bọc da đầy đủ hết rồi nha, chuẩn bị nguyên bản này. Với giá bán 145 triệu đồng, còn thương lượng còn bớt lọc cho anh chị các bạn. Cứ liên hệ trực tiếp cho em Việt theo số hotline là 0969711141 hoặc 0937937793. Thì em luôn có bớt lọc cho anh em mà khi tới tận nơi để mình xem xe nhá. Đây, về nội thất bên trong anh chị. Nội thất bên trong này, túp ly còn đẹp nhá. Rồi ghế bọc da đầy đủ hết này. Đấy, ghế bọc da trần nị nguyên bản. Nói chung sạch đẹp. Tầm tiền mà hơn 100 triệu anh em có dự định mua một chiếc SH thì theo em thì anh em cũng có đang có nhu cầu tập lái đi gia đình che nắng che mưa trong dịp mưa này thì có thể lựa chọn chiếc xe này thêm một ít tiền. Lấy chiếc này hoàn toàn hợp lý nha, không quá hao xăng. Đấy, không quá hao xăng anh em nhá. Đây. Trần nị nguyên bản này. Vô lăng còn rất đẹp, cụ số này. Đó, thì hiện tại chắc có khách đang xem tại cửa hàng thì bên em cũng đang lấy về để em quay chi tiết nhân thôi cho anh chị bạn tham khảo. Chắc có khách đang xem ở cửa hàng rồi em sẽ chạy về cho khách xem nhá. Đấy, sơn xi bóng bẩy nhá, cực kỳ bóng bẩy nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ luân quân 145 cũ. Côn số thì cũng chủ trước người ta làm lại rồi. Đây. Vô lăng cũ số này. Động cơ 1.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc này tầm khoảng 4 lít trên 100 km. 4 đến 5 lít trên 100 km đường hỗn hợp anh chị. Anh em nào có nhu cầu thì có thể tìm những mẫu xe nhỏ gọn giá rẻ, và đặc biệt đi dòng này nó cực kỳ là bền bỉ, tiết kiệm. Nó không quá là hư vặt hỏng vặt, rồi chi phí vận hành sửa chữa cũng thấp, rồi xăng cổ thì rất là hợp lý. Đấy, thì anh em nếu mà tầm tài chính mà tiền ít hơn 100 thì cũng có thể là nhu cầu sử dụng chiếc xe này quá ok luôn em nhé. Nội thất thì không thể chê được.
Nội thất thì làm đẹp hết rồi, trần cũng còn rất là mới luôn. Với tầm tiền mà hơn 100 để kiếm được chiếc xe chất đẹp như chiếc này thì cũng rất là ít. Đa số những chiếc xe nó về nó chưa dọn, rất là nát, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia. Rồi máy móc côn số không nhẹ nhàng, nhưng mà chiếc này côn số rất là nhẹ nha. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Cái bố qua mà nhà côn chủ trước người ta có làm hết rồi. Đặc biệt số sàn thì đi một thời gian thì anh em cũng phải là bò chân Armenia rất là nặng, bắt buộc mình phải thay, kể cả những cái xe đời mới, xe đời cũ. Đó thì chuyện bình thường nhá. Và máy móc chiếc này thì vẫn đang rất là êm. Em đang bật máy lạnh, chế độ máy lạnh anh chị nha. Đó, quăng máy đó. Đấy, xe 4 máy nha. Quăng máy thật đẹp. Đấy, không thể chê được. Nên là có nhu cầu thì cứ mình dàn alo trực tiếp xe Việt, hoặc cọc cho em để giữ xe lại nhé. Xe này thì mới về cũng chưa kịp đăng. Nếu đăng lên thì cũng có rất nhiều anh em hỏi em cái dòng này. Đấy, em sẽ đi một vòng cho anh chị bạn cùng cảm nhận xem côn số của chiếc xe này nhá. Rất là nhẹ luôn, này nhẹ tưng luôn. Đấy, vô lăng thước lái nhẹ nhàng, động cơ 100 cực kỳ tiết kiệm. Đấy, chạy rất là ok anh chị, quá ok luôn em nhé. Với tầm tiền mà ít thì mình nên chọn những cái dòng phổ biến như Kia hoặc là Hyundai đi nó lần. Đấy, sau một thời gian không đi không thích nữa thì bên em có nhu cầu, bên anh chị các bạn có nhu cầu thì bên em có thu lại hết nhá, có thu lại hết. Quan trọng cái xe cũ này thì anh em hơn trăm thì anh em quan trọng là cái máy móc của nó, rồi cái thân vỏ của nó còn đẹp hay không. Đấy, máy móc thân vỏ còn đẹp hay không. Nếu mà đẹp thì cứ lấy về mình sử dụng, nó không có hay hư hóc hỏng bạch gì anh chị nhé. Đấy, mọi thông tin thì có thể liên hệ trực tiếp cho em Việt nhé, 0969711141 và 0936793793 anh em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.